Cũng như hầu hết mọi người, lính biển chẳng ưa gì, nếu không nói là rất ghét cái kiểu qua loa đại khái cho xong. Ấy vậy mà đã nhiều cái Tết qua, những người lính JK1 vẫn cứ phải chấp nhận chúc Tết qua loa. Thay mặt Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng và đoàn công tác, xin thân ái gửi tới toàn thể cán bộ chiến sĩ nhà giàn lời hỏi thăm sức khỏe, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Do điều kiện thời tiết sóng gió thì đoàn công tác sẽ chuyển quà đến công chí. Chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ đoàn kết khắc phục khó khăn. Chúc các đồng chí tổ chức đón xuân năm 2020 Canh Tí cho cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn vui, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao. Các nhà giàn trên các bãi Phúc Tần, Ba Kè, Quế Đường, Huyền Trân, Tư Chính, Phúc Nguyên đều nhận những lời chúc Tết qua loa như thế. Chẳng phải chỉ mỗi năm nay, chỉ cách có 100 mét, nhìn thấy nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Nỗi niềm khó diễn tả bằng lời. Anh em ở ngoài đây cũng chuẩn bị 2-3 ngày rồi, nhưng mà cũng rất là tiếc là đoàn công tác không nên được. Nơi anh đến sẽ có nhiều lần lỡ hẹn với riêng tôi, với tình nghĩa bến bờ. Nơi anh đến biển còn nhiều giông bão, vẫn lo toan trước những tham vọng ngông cuồng. Giọng đọc thơ như bị nén để khỏi bật lên tiếng khóc. Chỉ có những giọt nước mắt cứ ứa ra mà người nghe không thể nhìn thấy được. Nhưng cái giọng phía bên kia thì vẫn cứ sang sảng, nghị lực và vững chãi. Cứ như thể không phải, nó phát ra từ những nhà chòi mong manh giữa bão tố trùng khơi. Nó khiến cho ta cảm nhận không phải là đi chúc Tết, mà là đi để được chúc, để được tiếp thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống.